Tối qua sau khi làm các thủ tục xét nghiệm cuối cùng thì 50 em học sinh bị ngộ độc nghi cho do trà sữa ở Quảng Ngãi đã được xuất viện cho về nhà. Cơ sở bán trà sữa cũng bị tạm đình chỉ hoạt động để cơ quan chức năng kiểm tra mẫu, tìm ra nguyên nhân cuối cùng. Chiều qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi ra quyết định tạm đình chỉ cơ sở bán trà sữa Win Chip Chip ở thành phố Quảng Ngãi. Đoàn thanh tra liên ngành đã lấy một số mẫu nguyên liệu làm trà sữa và rau câu tại cơ sở này để gửi đi kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc. Dự kiến tuần tới, các cơ quan chức năng công bố kết quả phân tích mẫu. Trước đó, ngày 21 tháng 5, 50 học sinh lớp 3B trường tiểu học Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tức ngực, trong đó có 19 học sinh ngộ độc nặng phải nằm điều trị. Chị Đỗ Thị Thanh Liêm, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B trường tiểu học Trần Phú cho biết, tại buổi liên hoan cuối năm, mỗi học sinh được phát một ly trà sữa do hội phụ huynh học sinh đặt mua. Sau 15 phút uống trà sữa, hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu.